lên cao thượng xả lý tâm niệm án cư chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tốn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thường hóa thường yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao Nam mô xin lỗi quý vị. Nam mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thamma trên phao thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Khmer thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh Thập Thượng Dasutara Sutta. Ba pháp cần phải biến tri sẽ do thượng tọa pháp tăng giảng dạy. Thưa bây giờ thượng tọa Minh Hạnh không có vô diễn đàn ha. Như vậy thì chắc là tôi đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ, bây giờ thì con xin đọc kinh lễ bái tam bảo. Nhất tâm định lễ Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh thúc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp của Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đệ lực, chư độc giác đệ lực, thinh văn giác đệ lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phước lành phát sanh. Nam mô Bụt Thaya. Bây giờ thì con xin kính thỉnh thượng tọa Tại Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Thank you.
Nam Mô Bụt Thầy. Lễ chư thiên thần đệ tử à, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về ba pháp cần phải biến trì. Trong ba pháp cần phải biết trì ở đây là nói về ba thọ. Và trong ba thọ đó là nói gọn theo năm thọ của vị pháp. Và chúng ta đối với ba thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ bất lạc, chúng ta phải biến trì như thế nào, chúng ta có được cái bài học mà được trích từ trong Tăng Chi của kinh Trường Chương Sáu Pháp. Đức Phật đã dạy về cần phải biết các cảm thọ, phải biết con đường đưa đến các đưa đến sự đoạn diệt cảm thọ, chứ không phải ở đây đó, chúng ta chỉ đọc qua ba cái cảm thọ đó như xong mà chúng ta phải biến trì. Vì vậy cho nên trong bài học này cũng sẽ có lợi ích nhiều cho chúng ta. Thì bây giờ xin mời sư cô Khi Ma đọc cho trích kinh và sau đó xin được cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân sẽ giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, dạ chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ bây giờ thì con xin đọc chánh kinh bài học hôm nay. Kinh thập thượng Đà Sutta là Sutta, ba pháp cần phải biến tri. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phận tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng, ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Thế nào là ba pháp cần phải biến tri? Ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Thọ. Vedana là một đề tài lớn quan trọng trong Phật Pháp. Thọ là sự cảm thọ, chứ không phải là phản ứng vui buồn như nhiều người nghĩ. Thọ như cảm biến của radar hay sensor, chứ không phải sự lý cảnh, vì đó là vai trò của hành uẩn. Thọ là một trong 12 mắt xích của giáo lý Dương Khởi, cũng mang ý nghĩa quan trọng trong các chi thiền. Diệt thọ thượng được xem tầng cao nhất của thiền định, là một trong bốn niệm xứ. Dù là trên phương diện pháp học hay pháp hành, thì thọ luôn là bài học lớn. Chú thích sau đây trích từ kho tạng pháp học Pháp sư Giác Giới biên soạn. Ba pháp cần được biến tri.
Đi chỉ cho ba cảm thọ. Một là thọ lạc, sự cảm thọ dễ chịu thoải mái của thân và tâm, tức là thân lạc và tâm lý. Hai, thọ khổ, sự cảm thọ khó chịu bức xúc của thân và tâm, tức là thân khổ và tâm ưu. Ba, thọ phi khổ phi lạc, sự cảm thọ không khổ không lạc, cảm thọ cảm giác không vui buồn sướng khổ, tức là thọ xả. Đoạn kinh này trích từ Tăng Chi Bộ chương 6 Pháp với Phật ngôn về cảm thọ. Này các tỳ kheo, cần phải biết các cảm thọ, cần phải biết con đường đưa đến cảm thọ đoạn diệt đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói? Quý vị đợi chút nha. Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này: lạc thọ, lạc khổ, phi khổ phi lạc thọ. Và này các tỳ kheo, nào là cảm thọ sanh khởi xúc? Này các tỳ kheo, là các cảm thọ sanh khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là các cảm thọ sai biệt? Này các tỳ kheo, có các lạc thọ liên hệ đến vật chất, có các lạc thọ không liên hệ đến vật chất, có các khổ thọ liên hệ đến vật chất, có các khổ thọ không liên hệ đến vật chất, có các thọ không khổ không lạc liên hệ đến vật chất, có các cảm thọ không khổ không lạc không liên hệ đến vật chất. Này các tỳ kheo, đây gọi là các cảm thọ sai biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các cảm thọ dị thục? Này các tỳ kheo, khi nào cảm thọ cái gì sanh khởi được tự ngã khởi lên từ vật ấy? Từ vật ấy để phần phước đức hay giữ phần không phước đức? Này các tỳ kheo, đây gọi là các cảm thọ dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các cảm thọ đoạn diệt, xúc đoạn diệt? Này các tỳ kheo, các cảm thọ đoạn diệt, này các tỳ kheo, là các cảm thọ đoạn diệt. Đây là các con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, tức là chánh biến tri, chánh định. Và khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử đã biết các cảm thọ như vậy, rõ biết các cảm thọ sanh khởi như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ biết các cảm thọ dị thục như vậy, rõ biết cảm thọ đoạn diệt như vậy, khi ấy vị ấy được rõ biết phạm hạnh. Quý vị đợi chút nha. Xin đọc lại. Và khi này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử đã biết cảm thọ như vậy, rõ biết các cảm thọ sanh khởi như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ biết các cảm thọ dị thục như vậy, rõ biết các cảm thọ đoạn diệt như vậy, khi ấy vị ấy biết rõ phạm hạnh thể nhập này như là các cảm thọ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt đã nói như vậy, chính do duyên này đã nói lên như vậy. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Từ Bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Yeah.
Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tuệ Quỳ, Thượng tọa Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về ba pháp cần biến tri. Có nghĩa là ba pháp cần phải biết. Ở đây đó là ba cái thọ, tức là thọ khổ, dukkha vedana, thọ lạc, tức là sukha vedana, và thọ phi khổ phi lạc và dukkha sama sukha vedana, tức là thọ phi khổ phi lạc. Mình hiểu ở đây đó là phi thọ phi khổ phi lạc là thọ xả. Thì như được biết đó là thọ nó là một phần, là một cái đề tài rất là lớn. Mà thọ cũng là một trong cái 12 cái mắt xích quan trọng tạo nên cái dòng y tương sinh cho tất cả chúng sinh. Và tất cả chúng sinh á, đều cái chịu sự chi phối hay là sự tương tác của thọ rất là lớn. Bởi vì nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì nếu mà chúng ta thấy rằng ở cõi nhân loại của mình nói riêng, tất cả chúng sanh nói chung, thì chúng ta chịu cái cảm thọ rất là nhiều. Bởi vì nếu chúng ta thấy rằng một trong một thời gian, một ngày như vậy đó, thì xoay quanh trong các cái cảm thọ, xoay quanh trong các cảm thọ rất là lớn. Cho nên cũng chính vì từ ở các cái cảm thọ này mà chúng ta có một cái có một cái sự nhận thức về về các cái cảm thọ của mình ở trong cái đời sống. Ở trong kinh thì nói rằng ba cái thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ phi lạc, thọ xả. Nhưng mà ở trong Di Diệu Pháp và trong Luận Tạng thì phân tới năm cái thọ. Sở dĩ nói đến năm cái thọ thì như là ở trong cái đoạn kinh này đó, là liên quan đến vật chất và không liên quan đến vật chất. Năm thọ ở đây đó là về thân đó, thì chúng ta có bao gồm những cái sự cảm thọ về đau đớn của xác thân và cái sự sảng khoái thoải mái của xác thân. Cái đó là thọ khổ và thọ lạc. Sự đau đớn của xác thân là thọ khổ, sự sảng khoái dễ chịu của xác thân là thọ lạc của thân. Còn lấy tâm á, thì cái gì nó cảm thấy hân hoan, vui thích ở trong tâm lý của mình thì đó là thọ hỷ. Và cái gì nó thuộc về sự khó chịu, bực bội, khó chịu ở trong tâm của mình thì đó là thọ ưu. Và có một cái trạng thái nữa là nó có thể rằng thuộc về tâm và thân. Thì ở đây đó có thể nói rằng đặc biệt là về tâm của chúng ta. Khi mà nói rằng là có những trạng thái mà nó không thuộc về thọ khổ hay là thọ lạc của thân. Và nó cũng không thuộc về thọ ưu hay là thọ hỷ của tâm. Vì vậy cho nên nó là một trạng thái của thọ xả. Thì trước tiên đó là nói đến cái thọ ở đây, tức là những cái pháp mà mình nói là những sự cảm thọ. Nó không phải là cái sự phản ứng vui buồn ở trong đời sống hàng ngày, nhưng mà đó là chỉ sự cảm thọ thôi. Chúng
chúng ta thấy rằng là một cái thí dụ như là mình nói về cái thân của mình, khi mà mình xúc chạm vô cái vật gì mà mình cảm thấy nó im ấm, cảm thấy nó dễ chịu, thì mình cảm thấy thích thuốc. Cái thân của mình thì cảm thấy dễ chịu vì mình rờ hay là mình đụng hay là mình xúc chạm vô cái vật gì đó. Ví dụ như mình đụng vô cái chất vật gì nó im, nó mềm mại, nó dễ chịu, nó ấm áp, nó dễ chịu, vân vân, thì mình cảm thấy nó dễ chịu. Tâm lý mình cảm thấy nó dễ chịu, dễ chịu, mặc dù là thân là cảm thấy nó là dễ chịu bởi hệ thống thần kinh thân của mình, nhưng mà rõ ràng là tâm lý của mình lúc đó có những cái mà mình cảm thấy nó thích thú, nó thích thú. Mà thọ ở đây đó thì theo trong giáo lý duyên khởi thì chúng ta thấy rằng do xúc duyên cho thọ. Xúc là ba cái pháp gặp lại, hai cái pháp gặp lại, ba pháp gặp lại, căn cảnh và thức. Nếu chúng ta có căn mà không có cảnh thì cũng không được. Căn xúc chúng ta chứ không có lẫn lộn mà cái này tiếp xúc qua cảnh khác, chỉ có thấy cảnh sắc thôi, và nó không thể nghe được âm thanh, và lỗ tai thì nó chỉ có chuyện là nghe âm thanh thôi chứ nó không thấy được cảnh. Thì mỗi căn nó chỉ là chịu trách nhiệm làm việc cho một cảnh vậy thôi, một cảnh thôi. Cho nên là xúc á, là có thể hiểu là sự giao thoa ở trong cái giữa căn và cảnh, thức sanh khởi. Mắt thì đối chiếu với cảnh sắc, tai thì đối chiếu với cảnh thinh, mũi thì đối chiếu với cảnh khí, lưỡi thì đối chiếu với cảnh vị, thân thì đối chiếu với cảnh xúc, và ý đó thì đối chiếu với cảnh cảnh pháp. Nhưng mà rồi đó thì căn cảnh mà gặp lại thì nếu mà có thức, nếu mình con mắt của chúng ta để mà nhận thức được cái cảnh đó, cái cảnh đó, thì con mắt của chúng ta, cái tâm mà nương gá vào con mắt của chúng ta đó, thì đó gọi là tâm nhãn thức. Tâm mà nương gá vào tai của chúng ta để nghe được âm thanh đó, thì tâm nhĩ thức. Tâm mà nương gá vào trong trong mũi của chúng ta để mà biết được cảnh khí hay là cảnh hương đó, thì đó là tâm tỷ thức. Và tâm mà nương gá vào trong cái lưỡi của chúng ta để biết được các cái thức ăn thức uống, cái vị thức ăn thức uống ngọt mặn đắng cay hay là bùi hay là béo vân, tất cả các thứ, thì cái đó đó thì gọi là tâm 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 thiệt thức. Tâm mà nương gá vào thân của chúng ta biết được sự xúc chạm, biết sự xúc chạm. Sự xúc chạm đó nó mình cho rằng nó là im dịu hay là nó là im dịu hay là nó khó chịu. Ví dụ như mình bị một cái vật gì đánh vào trong cơ thể của mình đau đớn thì mình cảm thấy nó là khó chịu rồi. Thân mình nó khó chịu, nó đau đớn, nó đau đớn. Hoặc là có ai đó thì bị một vết thương hay là bị một cái gì đó xây xát vào trong cơ thể của mình thì cái thân nó rất là đau đớn, cái thân rất là đau đớn. Thì ở đây đó, cái gì mà đau đớn thì chúng ta cảm thấy đó là sự khó chịu, sự khó chịu. Thân thì nó đau đớn khó chịu như vậy, nhưng mà tâm á, thì mình dễ sinh ra cái sự ưu phiền khó chịu. Để ý mấy một cái người nào mà họ bệnh, cơ thể của họ đau đớn vậy thì họ dễ dàng cao có. Nếu mà cái người không có thuần thục quân thục quân tập cho mình, hay là thuần thục cho cái việc mà chánh niệm tu tập cho chính mình thì dễ dàng sanh cái sự cao có đó. Bởi vì thân nó đau đớn, vì vậy cho nên là cái tâm nó cao có, nó khó chịu, bực bội,
Đó là điều mà chúng ta dễ dàng thấy nhất ở trong cái cuộc sống này. Thì bây giờ khi mà nói đến cái thọ khổ về của xác thân á, thì ở đây đó là cái sự đụng chạm của một cái vật gì đó vô trong cơ thể của mình. Thí dụ như mình bị bệnh thì mình đau đớn của vì cái cơn bệnh đó. Bệnh nặng thì tim, gan, tỳ, phế, thận. Còn bệnh nhẹ thì sổ mũi, nhức đầu, đau bụng, cũng cảm thấy khó chịu rồi. Cảm thấy khó chịu. Thì khi nào mà mình bệnh như vậy thì nếu mà một người mà có cái đời sống mà quán tưởng hoặc là mình tu tập cho chính mình, tu tập chánh niệm đó, thì có lẽ là mình không có bị khó chịu cái chuyện đó. Còn nếu như mà mình không có cái sự tu tập thì cái thế thường đó, cái chung á, thì người ta dễ dàng bị cái sự khó chịu do cái sự khó chịu đó. Thì sở dĩ mà có thọ thì như đã nói chuyện đó là do có xúc. Trong giáo lý duyên khởi, xúc thì sẽ là duyên cho thọ. Xúc là căn cảnh gặp lại thức sanh khởi. Cho nên có thể là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, vẩy xúc, thân xúc, vĩ xúc. Thì cái mà gặp lại đó thì gọi là gặp là xúc, gặp lại những cái điều đó là xúc. Thì trước tiên đó là nói đến cái thọ khổ. Rồi một điều đó là khi mà nói đến tâm á, thì đó là cái sự buồn, cái sự khó chịu. Ở đây đó là liên hệ với vật chất và liên hệ không liên hệ vật chất. Liên hệ vật chất á, là những gì mà thuộc về thí dụ như là mắt chúng ta nhìn thấy, hay hoặc là cái cảnh sắc đó, hoặc là thân chúng ta xúc chạm với một cái vật thể gì đó, thì đó là liên hệ vật chất. Hoặc là tai chúng ta nghe một âm thanh thì nó liên hệ vật chất. Nhưng mà có cái không liên hệ vật chất, cái cảm thọ của mình nó không liên hệ vật chất, là tự sao? Tự trong lòng, trong tâm của mình nghĩ đến, chúng ta nghĩ đến những việc đó mà chúng ta cảm thấy thích thú, hoặc là chúng ta nghĩ đến việc đó đó thì chúng ta lại là cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó chịu. Cho nên là mình thấy rằng là khi mà nói đến thọ khổ của thân á, thì một vật gì đó mà mình, thí dụ như mình thường nói một cái đơn giản là mình thường ở trong một cái căn nhà ấm áp trong mùa lạnh, ngoài tiết thì lạnh, nhưng mà ở trong cái mùa, trong cái nhà, ngôi nhà mình được máy sưởi nó ấm áp vậy, nhưng mà mình bước ra ngoài mình không có cái đồ che chắn hay quần áo hay là các cái đồ kín để che cơ thể lại cho nó ấm áp á, thì mình cảm thấy nó khó chịu, cảm thấy khó chịu. Đó là thân cảm thấy là đó là lạnh buốt khó chịu. Cái đó gọi là thân thọ khổ. Cái thân thọ khổ. Rồi cái thân thọ lạc cũng vậy. Thí dụ như là chúng ta ở bên ngoài, chúng ta đang lạnh buốt như vậy, nhưng mà rồi đó là chúng ta bước vào trong nhà, chúng ta bận được một cái bộ đồ ấm áp, chúng ta ở trong một cái căn phòng tương đối là khí hậu nó hài hòa, nó ấm áp như vậy, thì mình cảm thấy nó dễ chịu. Cảm thấy nó dễ chịu. Thì do cái sự dễ chịu như vậy đó là cái thân mình á, thì mình đi kiếm, mình đi xúc chạm hay là mình đi tìm cái sự dễ chịu đó. Cái sự dễ chịu thì nó vốn là như vậy. Nhưng mà rồi đó mình dễ chịu thì cái tâm của mình á, cái thân của mình nó là thọ lạc. Thì cái tâm của mình á, quý vị thấy rằng trong cái... cái tâm tham của mình nó hả, mà nói là thân thọ khổ và thân thọ lạc, thì cái tâm á, nếu mà nói trên phương diện tâm á, thì rõ ràng là có những cái tâm tham nó liên quan với thọ thọ hỷ, nó liên quan thọ hỷ. Thì cái gì để chúng ta nhớ lại, ví dụ như là chúng ta ăn uống một ngày chúng ta xoay quanh trong cái việc cảm thọ thôi. Cứ hả mình đói quá thì mình khó chịu. Rõ ràng là
mình cơ thể của mình là khi mà cần nạp năng lượng, cần ăn cái món gì đó mà mình đói quá mà bây giờ chưa có ăn thì mình cảm thấy nó khó chịu, nó sự cồn cào. Có những người rất là xấu tính, tức là họ mà đói lên là họ cao có, họ khó chịu, ai nói gì họ cũng cảm thấy khó chịu. Họ muốn gây lại với những người đó, gây lại với những người đó. Nhưng mà nói gì, cái người mà tự tự kiềm chế mình được trong cái phần đó đó thì rõ ràng không phải là họ không có sự đau khổ. Bởi vì khi mà thân thọ khổ vì cái cơn đói, nhưng mà cái người đó mình bắt đầu, họ bắt đầu đói đi kiếm ăn, đi kiếm ăn, chỉ ăn no xong rồi cảm thấy nó sảng khoái. Nhưng mà nếu mà no quá đó thì bây giờ nó sẽ tức bụng, nó sẽ tức bụng, rồi thở nó mệt mỏi, đi đứng nó cũng khó khăn, có khi đó là bị no quá rồi thở cũng mệt nè, rồi đi đứng nó cũng bị sốc không nè, rồi các cái thứ chúng ta thấy là no quá cũng không phải là cái tốt. Vì vậy cho nên là mình xét thấy rằng, ví dụ như bây giờ mình thức khuya dữ quá, mình thức đêm, hoặc là mình, một là mình có công việc gì mình thức đêm, hai nữa là mình vì ngủ không được mà mình thức đêm. Nhưng mà rồi đó thì khi mà mình thức đêm xong rồi á, là sáng ngày mình dậy đó, mình do ngủ không được cho mình rất là mệt mệt mỏi. Nhưng mà nếu mà mình được nghỉ được á, mình ngủ được một miếng nào đó, mình ngủ được thì khi mà nó đủ năng lượng rồi đó thì tự động mình cảm thấy nó bình thản, nó sảng khoái lại. Nhưng mà khi mà mình ngủ chưa được, thiếu ngủ á, thì mình cảm thấy con người của mình nó chông chênh, nó khó tập trung hơn, khó tập trung hơn, mệt mỏi. Đó là cái sự thiếu ngủ. Có là sự thiếu ngủ. Thì ở đây khi mà mình thấy rằng là cái cảm thọ mà ở đây được nói đó, nó là một cái giữa căn và cảnh gặp lại, là xúc đó, do xúc cho nên là đưa đến các cái cảm thọ. Mà thọ đó thì nó dễ dàng sinh ra ái lắm, sinh ra ái lắm. Bởi vì dù gì đi nữa thì thọ trong giáo lý duyên khởi thì Phật dạy rằng thọ thì duyên cho ái. Cho nên với ngoại trừ các cái bậc mà thánh, những cái bậc mà đã điều chế được với cái nội tâm của mình rồi đó, thì cái vị đó không có phiền não sanh khởi. Còn đối với một cái người phàm phu bình thường trong cái thế thường đó, thì cái người phàm phu đó thì thọ thì dễ dàng sinh ra các cái gọi là ái. Thí dụ như bây giờ nè, chúng ta thấy rằng là thọ khổ thì thọ lạc thì duyên cho ái, bởi vì mình thích thú những cái cảnh im dịu đó của thân, hay hoặc là cái gì mà tâm mình nghĩ đến những điều đó, mình nghĩ đến những điều đó mà mình thích. Hoặc là có người thích cái chiếc xe, hoặc là có người thích căn nhà, hoặc là có người thích một cái vật gì đó xài nó đơn giản, sở hữu nho nhỏ vậy thôi, hoặc một cái chiếc đồng hồ, hoặc một cái máy điện tử gì đó, thí dụ mình thích. Thì khi mà mình được những điều đó thì mình cảm thấy nó là cái sự thích thú cho chính mình, mình thích thú, thích thú thì ái nó dễ dàng sanh khởi. Mà tâm của mình nghĩ những điều đó, tâm mình nghĩ những điều đó, nó có thể rằng là trong cái suy nghĩ của mình, bởi vì tham tâm á, mà ở đây được nói đến là tham tâm thì nó có thể là do thọ hỷ. Rồi có những cái trạng thái mà mình biết rằng là mình cũng thích vậy, mình cũng cũng thích vậy, rồi mình cũng cũng đi tìm kiếm như vậy. Nhưng mà rồi đó, cái chuyện đó mình thấy rằng nếu mà mình có, mình bây giờ mình có cái vật đó rồi, mà bây giờ mình có thêm cái vật đó nữa thì mình lấy cũng được, không lấy cũng không sao, nhưng mà cũng ở một cái trạng thái nó không bao giờ mà thích thú bồn chồn hay là xao xuyến bởi những cái gì mà mình thích thú như là ở một cái tâm thọ hỷ. Như vậy thì ở trong một cái tâm tham thọ xả nó cũng có một trạng thái, nó ở một cái trạng thái quân bình. Thì ở đây
cái cảm thọ mà gì đó mà nó liên quan đến cái việc mà mình tạo ra cái quả vị thục hay là cái nghiệp ở trong tương lai. Thì cái gì mà mình từ ở cái cảm thọ đó đó mà mình thấy rằng là do mình mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, ý mình suy nghĩ, thì cái gì mà mình đặt cái tôi của mình trong đó. Thí dụ như là quý vị thấy rằng cảm thọ nó cũng chỉ là cái sự cảm thọ. Quả thật là những cái gì mà tác tạo ở trong cái cuộc đời này đó, thì chúng ta có năm cái thành phần để tạo nên một cái gọi là chúng sanh. Thì nói chung là như vậy. Đó là sắc quẩn là thành phần thể chất của chúng ta. Rồi thọ quẩn tức là chỉ cho các cái cảm thọ của chúng ta hay là sở hữu thọ. Thì ở đây đó là khi mà hoặc là hành quẩn hoặc là thức quẩn, thì thọ quẩn mà nếu nói trong di diệu pháp tức là sở hữu thọ, tưởng quẩn tức là sở hữu tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại, thức quẩn là mình thấy rằng có 121 tâm. Thì nhìn chung là như vậy. Nhưng mà rồi đó thì cái cảm thọ của con người đó, thì quý vị thấy rằng là khi nào mà mình có cái cảm thọ, mà cảm thọ đó nó có thể là đưa đến cái quả vị thục ở trong tương lai đó. Cái quả này mình có thể nó là quả là do có thiện và có ác. Mặc dù là thọ nó cũng chỉ là cảm thọ. Cái việc mà tạo ra cái nghiệp á, thì phải nói là do cái sự hữu tư của chúng ta, tức là sự chủ tâm của chúng ta, sự chủ tâm chúng ta. Rồi từ cái sự chủ tâm đó đó, mình tác tạo thành nghiệp do có rằng tôi làm cái này hoặc là tôi làm cái kia, do sự chủ ý đó, chủ ý đó. Cho nên là có thể nói rằng khi mà mình có sự chủ ý, ở trong kinh Pháp Cú dạy rằng là nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng cái sự chủ tâm của mình đó, tác tạo thành nghiệp mà từ ở nơi cái việc có cái cảm thọ này. Quý vị thấy rằng là nếu mà sự chủ tâm đó mà nó kết hợp với lại những cái tâm bất thiện, chẳng hạn như tâm tham, rồi tâm sân, rồi tâm si, thì khi mà mình tạo ra những cái nghiệp bất thiện đó thì nhận lấy cái quả khổ ở trong tương lai. Ví dụ như bây giờ nè, mình thì một người thì trong đời sống hàng ngày là luôn luôn chịu chi phối của cảm thọ. Mình thiếu cái này, mình được cái kia, mình cảm thấy có mà bị mất á. Nó là một cái trạng thái mà mình hiểu rằng ở trong cái khổ của cuộc đời đó, mà Đức Phật ngài dạy rằng khổ khổ là cái khổ mà nó bị chồng chất ở trong cái khổ này sang tới cái khổ nọ, hay hoặc là khổ của sanh già bệnh chết, khổ của sanh già bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, vân vân. Thì những cái đó là cái khổ mà mình thường có cái cảm nhận thấy được, cái thấy được. Rồi cái khổ nữa đó là khổ của một cái sự biến hoại là từ ở trạng thái này sang tới trạng thái nọ. Ví dụ như mình đang lạc, đang vui như thế này, mà bây giờ tự nhiên nó bị mất đi, rồi thay đổi cho một cái cảm giác khác, thì đó là không có một cái gì mà mình hiểu rằng cái sự thay đổi đó nó là vốn là của pháp hữu vi. Pháp hữu vi cả thân là tâm của mình cũng vậy. Thì ở cái trạng thái thí dụ như mình nói cái vật sở hữu ở bên ngoài, mình có đồng tiền, mình có rồi, một ngày vài ngày sau chúng ta tiêu xài hết sang tay của người khác, thì cái đó là cái có và cái mất. Còn mình nói ở trong tâm lý của mình á,
là ở những cái trạng thái có lúc mình cảm thấy như là mình thích thú những điều đó, nhưng mà một tí sau đó mình đã thay đổi trong cái suy nghĩ của mình, trong cái tâm của mình đã suy nghĩ những điều đó. Thì cái trạng thái mà thay đổi đó đó, cái trạng thái mà thay đổi nó tạo nên cái sự hụt hẫng ở trong cái đời sống của mình. Và rõ ràng thì các pháp phủ vi, cả thân là tâm của mình, nó cũng luôn luôn có cái sự biến đổi, nó luôn luôn có sự biến đổi, và vì vậy đó nó tạo nên cái sự khổ cho mình. Và những cái pháp cuộc đời này nó luôn luôn có cái sự biến đổi, thay đổi và vận hành, sinh diệt, diệt sanh diệt, diệt sanh. Cái đó thì phải nói rằng nó là một hiện trạng mà mình nhìn lại đó là chúng sanh chịu tác động của ba cái sự khổ như vậy: khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ. Bây giờ khi mà một cái điều gì mà mình tác tạo thành nghiệp, tác tạo thành nghiệp là ở đây đó có cái sự chủ tâm, cho nên là khi mà tạo cái việc gì đó, ví dụ như một người mà tác tạo bằng với cái tâm bất thiện đó, thì nó sẽ đưa đến cái quả khổ sầu ở trong tương lai mà sanh trong ác giới. Ác giới tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Còn nếu như một chúng sanh á, tạo bằng cái thiện nghiệp, tạo bằng thiện nghiệp mà trong đó có sự chủ tâm của mình, có cái mà mình nói là tôi làm cái này, tôi làm bố thí, tôi trì giới, hay là tôi làm này làm kia, cái nhân mà chưa đến giải thoát á, nó chưa đến giải thoát, chưa có thể giải thoát được đó, thì rõ ràng là còn luân hồi. Mà còn luân hồi thì nhận lấy những cái quả thiện, quả dị thục ở trong tương lai, đó là quả lành ở trong tương lai mà người đó họ có tái sinh ở trong cảnh giới, cảnh giới, các cái cảnh giới thiện. Thì đó là mình nói cái quả dị thục. Còn ở liên quan với cái cuộc sống này đó, thì đời sống này đó, thì mỗi người quý vị thấy rằng là mình cứ xoay quanh ở trong các cái cảm thọ thôi. Lúc nào mình thức cũng vậy, cho đến lúc mình ngủ cũng vậy. Nhiều khi là mặc dù là những cái việc mà mình thức á, thì cứ 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 mình suy tính cái này, suy tính cái kia, công ăn việc làm rồi cả cái này cái kia để mưu sinh cho cái sự tồn tại hạnh phúc, mưu cầu cái sự hạnh phúc cho mình nghĩ rằng hạnh phúc ở trong tương lai như thế này thế nọ, thì tùy vào mình. Nhưng mà rồi đó thì những cái điều mà mình suy nghĩ đó, nó cũng là một trong những cái suy nghĩ, nhưng mà rõ ràng là không có một cái chi mà chắc thật được hết. Không có chi chắc thật. Bởi vì khi mà mình mệnh chung á, thì thật sự là mình không có đem theo được cái gì hết. Cái gì mà ngoại thân của mình cũng không theo đem theo được cái gì. Ngay cả xác thân của chúng ta cũng không có đem theo được cái gì. Chỉ có cái điều đó là chúng ta có nhận được cái quả của thiện nghiệp hay là quả của ác nghiệp mà thôi. Tức là do cái nghiệp mà mình tác tạo. Mà quả của thiện nghiệp ấy, thì cho tái sanh cảnh giới an lành. Còn quả của ác nghiệp ấy, thì cho tái sanh ở trong cõi khổ. Mà điều đó nó diễn tiến suốt trong dòng sanh tử luân hồi của mình. Rồi bây giờ mình nói ở trong cái đời sống hiện tại của mình, thì xoay quanh trong một ngày như vậy, thì trong các cái cảm thọ của mình, mình thiếu ngủ, mình ngủ được thì mình là hạnh phúc. Nhưng mà ngủ quá nhiều thì cảm thấy nó mệt mỏi, thì lúc đó không còn là hạnh phúc rồi. Thì chẳng qua là những trạng thái này sang tới trạng thái khác, bắt đầu sang cho một trạng thái khác thì chúng ta cảm thấy nó là hạnh phúc. Bây giờ đói quá, bây giờ ăn no vô thì cảm thấy nó hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà no nhiều quá thì hết phải là hạnh phúc. Rồi như vậy, thiếu ngủ, được ngủ thì được hạnh phúc. Nhưng mà rồi đó ngủ nhiều quá thì nó ly bì, nó cũng chưa chắc là hạnh phúc. Cho nên là mình chẳng qua là thay đổi, giống như là mình ngồi lâu quá thì mình mỏi lưng hay là mỏi chân, thí dụ vậy. Rồi mình đứng lên, mình đứng rồi mình đi, mình thay đổi những cái trạng thái này sang cái trạng thái nọ thì mình cảm thấy nó là thoải mái. Nhưng mà lỡ mình ngồi hoài cũng không được, mình nằm hoài cũng không được, hay là mình đi hoài hay đứng hoài cũng không được. Cho nên không có cái gì mà mình thay đổi từ trạng thái này, thì bắt đầu mới thay đổi thì mình cảm thấy nó là hạnh phúc. Nhưng mà rồi mình làm cái đó hoài, ở trong một cái tư thế, trong một cái quay nghi như vậy hoài đó, thì
cái cơ thể của mình nó không cho phép. Và nếu như vậy thì cái tâm lý của mình nó cũng cảm thấy như là sự khó chịu. Thì ở đây khi mà nói là thọ khổ về sắc thân, là thọ lạc của tâm lý, của thân của mình, nhưng mà thọ hỷ đó thì những cái gì mà mình nghĩ thuộc về tâm. Tâm thí dụ như mình một người mình muốn sở hữu cái vật gì nó rất là đơn giản. Chúng ta khoan nói đến cái việc mà cái gì mà tài sản nó to lớn, cả những cái việc nhỏ mà mình nghĩ rằng mình được sở hữu những cái đó, rồi mình nghĩ đến những điều đó mà mình được sở hữu, mình cảm thấy nó bồn chồn, mình cảm thấy nó thích thú, rồi mình cũng mơ ước, thậm chí là nằm mơ luôn, nằm mơ luôn, tức là nằm nằm chiêm bao thấy như vậy, thấy mình được cái này, được cái kia, được vàng, được ngọc, được thứ này thứ nọ, vân vân. Thì nó bắt nguồn từ ở cái việc mà cái thay đổi đó, mà ở đó cái trạng thái của ở cái tâm tham của mình. Rồi bây giờ là những cái nhiều khi đó mình giận ai một cái điều gì đó, có ai đó mình làm mình giận, hay là bản thân mình tự mình giận người đó, mình bực người đó, rồi mình nằm chiêm bao với mình thấy người đó, mình cảm thấy là hả, gặp người đó mình muốn đánh người đó, muốn đuổi người đó, muốn tránh mặt người đó. Thì đó cũng là một trong những cái cảm thọ mà mình biết rằng mặc dù ở trong các cái giấc chiêm bao đó, thì phải nói rằng là nó cũng liên quan đến với cái tâm lý của mình, liên quan với tâm lý của mình. Thì cái thọ hỷ là một trong những cái trạng thái của tâm lý mà mình thích thú. Cái vật gì mình mơ ước, mình mong muốn, mình muốn được sở hữu thì đó là tham tâm. Nhưng mà rồi đó là cái gì mà nó trái ý nghịch lòng, mình cảm thấy khó chịu tâm lý thì đó là sân tâm. Đó là sân tâm. Rồi một cái trạng thái nữa đó là trạng thái nó không thuộc về khổ hay lạc, hay là nó không thuộc về hỷ hay là ưu ở đây, mà trạng thái nó quân bình, nó không có có nghiêng về thọ khổ hay thọ lạc, nó không thiên về thọ hỷ hay thọ ưu, mà là trạng thái quân bình. Như vậy thì ở đây đó là trạng thái của thọ xả. Thì quý vị thấy rồi đó, ở trong kinh ấy, thì nói rằng thọ thì duyên cho ái, cho nên cái thọ lạc ấy, hay là thọ hỷ đó, duyên cho ái là chúng ta có thể dễ hiểu. Rồi mình thấy rằng là có những cái con vật đó, mình thấy rằng là nó mình nhìn về nó đó, mình thấy là cũng rất là khổ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái con vật ở trong rừng đó, nó con giả can hay con gì đó, chúng ta thấy rằng nó lăn ở trong cái chất phân của nó, rồi nó cọ ở trong cái cây á, trong cái vỏ cây á, cho nó đã ngứa, cho nó lột hết cái những cái đó, mặc dù là rướm máu đó, nhưng mà rồi đó nó vẫn thấy thích thú, nó vẫn thấy thích thú. Thì cái ở đây đó có thể nói rằng là cái khổ mà liên quan với cái cuộc sống của mình ấy, nhiều khi mình nghĩ đến một lúc nào đó, ai cũng đã từng trải qua trong một thời gian gian truân. Rồi cái gian truân của mình, mỗi cách mỗi người có một cái sự gian truân khác nhau. Qua thời gian lúc mình còn trẻ, mình nhớ lại mình trải qua những cái cuộc gian truân này, rồi qua một cái thời gian sóng gió, cái giờ mình bình yên trở lại, cuộc sống nó bình lặng trở lại, cái mình tự nhiên mình nghĩ đến những điều đó, mình trở thành cái niềm hãnh diện hay cái sự tự hào của mình đối với mọi người, đối với con cháu, đối với những người chung quanh của mình. Bây giờ mình được như vậy, được như thế thế kia, có người sinh lòng tự mãn, rồi có người cảm thấy tự hào, hay là cả cái tôi của mình ấy, nó giỏi giang quá, nó có thể là vĩ đại quá, ví dụ vậy. Thì ở đó đó quý vị thấy rằng là khi mà nghĩ đến những cái cảnh mà họ đã từng trải qua cái sự gian khổ, bây giờ đấy thì họ không còn nghĩ đến những bây giờ họ không có cảnh đó rồi, họ đã qua rồi. Thì ở đây đó quý vị biết rằng cái khổ mà nó nghĩ làm cho chúng ta nghĩ đến những vấn đề đó, trở thành cái niềm hãnh diện hay trở thành cái niềm tự hào của chính mình, thì nó có thể là khổ duyên cho ái. Khổ duyên cho ái thì
Hoặc là chúng ta thấy rằng có khi đó là mình biết rằng là cái cơ thể mình nó có khi là mình biết bệnh đau thì mình phải uống thuốc. Uống thuốc thì nó phải đắng. Uống thuốc thì nó phải đắng. Nếu mà ai mà đem thuốc rồi uống, mà bây giờ mình uống thuốc tây ấy, thì mình để vô miệng mình uống khỏi vô bào tử rồi, cái vị giác của mình nó không còn cái cảm xúc đó nữa, thì thuốc nó đã đại vào trong cái dạ dày của mình rồi ấy, thì mình không có ấy. Nhưng mà sử mình nhai cái thuốc đắng tây là mình uống mà nó đắng ấy. Nó đa phần là nó đắng, hoặc là thuốc nam hay là thuốc bắc gì đi nữa cũng đắng hết á. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó là trị bệnh mà phải ráng mà uống mà thôi. Hoặc là có khi đó là mình bị một ghẻ ngứa rồi mình phải vì ngứa mình phải gãi, ngứa mình phải gãi, gãi thì nó đã ngứa nhưng sự thật là nó rất là đau, đụng tới da non hay đụng tới cái vết thương của một ghẻ đó hay là vết thương mà chuẩn bị lành đó, nó hay kéo, người ta gọi là kéo da non đó, thì nó dễ bị sinh ra ngứa, nhưng mà rồi cũng phải ráng mà gãi, gãi rồi lát nó rươm máu ra. Ngày xưa chúng tôi nhớ rằng là mình ở cái vùng mà sông nước đó, rồi đi mình cái chân của mình đi mà trúng cái nước dơ đó thì gọi là nước ăn chân, nó dợp cái da mình lên rồi bắt đầu nước nó mọng phùng ra, nó rất là ngứa, thậm chí là đốt đèn cầy hơ nhiễu vô nó đã mà nó đau lắm, nó đã mà nó đau lắm, nhưng mà phải vì muốn nó đã cho nên là mình phải chấp nhận đau, chấp nhận đau. Bởi vì mình nhiễu cái sáp đèn cầy mà nó vô cái chỗ mà mình bị phồng lên á, bị người ta gọi bị nước ăn chân ấy, tại vì do mình lội vô những cái vùng nước dơ thì nó dính vô, nó bám vô trong, thế là nó phồng lên. Nhiều khi lấy cái nước nó chảy ra rồi bắt đầu là lấy đèn cầy đó hơ vô nhiễu vô đó đau rát vậy, nhưng mà cũng phải ráng vì nó đã ngứa, biết rằng như vậy nhưng mà nó đã ngứa, đau nhưng mà nó đã ngứa. Thì ở đây đó là cái một trong những cái trạng thái mà mình nghĩ rằng nó giống như là thọ khổ mà mình vẫn thấy thích duy trì. Rồi bây giờ nói đến cái thọ xả ở trong cái đời sống của mình, cái thọ xả này đó là nó không phải là liên quan đến cái khổ lạc kia, mà mặc dù là trong kinh nói là khổ lạc là chỉ ba cái thứ là khổ lạc và phi khổ phi lạc và thọ xả, nhưng mà trong Di Diệu Tạng thì gọi là thọ khổ thì thân, thọ lạc là thân, thọ ưu là tâm, thọ hỷ là tâm, và thọ xả nó cũng thuộc về tâm. Ở đây nó là trạng thái quân bình, nó trạng thái nó không thiên về những cái kia, không thuộc về thọ khổ hay thọ lạc, nó không thiên về thọ hỷ hay là thọ ưu, mà nó là trạng thái quân bình. Mà ở đây đó quý vị biết rằng những cái sự diễn biến đó, các cái cảm thọ nó đang diễn ra, thì mình chấp nhận với cái cảm thọ nó đang diễn ra đó, thì ít ra mình đang chấp nhận. Giống như bây giờ tôi cũng không biết làm gì, tôi không biết đi làm gì, bây giờ bắt tôi phải ngồi ở trong một cái căn phòng thì tôi đành phải ngồi thôi. Thì tôi đành ngồi đó, mặc dù là ở bên ngoài có nhiều cái tác động gì đi nữa, có thể là đe dọa đến tính mạng tôi hay là đe dọa đến cái gì đó, chúng tôi không còn có cái cách nào để đi ra nữa khỏi cái căn phòng này, chúng tôi đành chấp nhận ngồi ở trong cái căn phòng này để chấp nhận. Thì cái việc mà thọ xả đó là nó giống như cái việc mà chúng ta chấp nhận những cái gì nó đang diễn ra, nó đang diễn ra thì mình chấp nhận. Có nhiều khi người ta nói bên ngoài, người ta nói là mình làm thinh là đồng ý, thì cái gì mình chấp nhận á thì nó cũng đang diễn ra cho mình, vì vậy cho nên nó cũng thể có lại là duyên cho ái. Thì ở đây khi mà nói đến thọ mà tạo ra cái quả dị thục ở trong tương lai, là nếu mà tác tạo bằng cái thiện nghiệp thì tái sanh cảnh giới lành, còn nếu mà tác tạo bằng cái ác nghiệp thì tái sanh trong cảnh giới khổ. Bây giờ nói đến cái việc mà thọ mà nó liên quan đến cái bậc mà các cái vị mà chứng thiền, ví dụ như chúng ta thấy rằng là được nghe mô tả ở trong kinh, sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ, rồi lần lượt là chỉ còn là một cái vị mà đạt được cái gọi là xả và định.
ví dụ vậy, xả và định. Xả định là thì là một trạng thái của ở một cái tâm hết sức tĩnh mịch, cái tâm mà hết sức định tĩnh trong cái việc tinh tế mà nó vượt qua các cái tầng thiền kia. Cho nên ở một cái tâm lúc này đó là hết sức định tĩnh, hết sức là định tĩnh và có một cái sự tinh tế ở trong nội tâm. Và mình thấy rằng là nếu mà nói là ở một cái năm cái triền cái thì ở đó trong đó có hôn trầm rồi tham dục, hôn trầm trảo cử hoài nghi sân hận, thì cái việc mà giữa hỷ và lạc ở trong thiền, quý vị thấy được nghe mô tả đó là hỷ ở trong là trạng thái nó hân hoan ở trong cái việc mà nội tâm được an lạc do cái sự hân hoan thành tựu đó. Nhưng mà cái chi lạc á, là cái chi tinh tế hơn là cái chi hỷ. Chi lạc là chi tinh tế hơn chi hỷ, nó không còn cái sự thô thiển so với tâm hỷ, so với hỷ ở trong thiền lạc, trong thiền. Nhưng mà rồi đó là đạt đến một cái mức độ chỉ còn xả và định á, thì ở đây nó lại tinh tế hơn nữa. Rồi mình thấy rằng nó là cái nội tâm của các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh mà có được cái trạng thái mà chứng diệt thọ tưởng định, tức là nhập thiền diệt thọ tưởng định, chứng và nhập, chứng thiền và nhập thiền, thì ở đây đó là cái vị mà có cái khả năng chứng và nhập á, thì phải nói là những cái vị này phải có cái vị mà gọi là tam quả hoặc là tứ quả về về một cái vị a la, một cái vị bậc thánh, tức là bậc thánh tam quả hoặc bậc thánh tứ quả. Còn nói về cái vị mà có cái khả năng để nhập thiền diệt thọ tưởng định á, thì các vị đó phải vượt lên trên các cái thiền thiền sắc, đặc biệt là vượt lên trên các cái tầng thiền sắc để rồi á, là chứng và nhập thiền diệt thọ tưởng định. Thì ở lúc này đó là các cái cảm thọ nó tạm thời đình diệt, đình chỉ lại, đình chỉ lại. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng nếu mà một người bình thường thì chắc có lẽ là chúng ta chịu chi phối của cảm thọ rất là nhiều, một người phàm phu. Rồi á là mình thấy lại đó là ở trong cái đời sống của chúng sanh phàm phu, hay là nó có cổ nhân loại của chúng ta đi, xoay quanh là cứ cứ một ngày những 24 tiếng đó là chúng ta cứ xoay quanh ở trong các cái cảm thọ, rồi vui buồn được mất hay là các cái thứ, thì cái tâm lý của mình nó có thể thay đổi, cái cảm thọ là như vậy. Thì đối với một cái người mà chưa có thu thúc hay là chưa có tu tập được thì do xúc thì cho nên là duyên cho thọ, mà thọ thì sẽ là dễ dàng duyên cho ái. Ái rồi bây giờ chúng ta thấy ở trong kinh á, mô tả rằng là về trên phương diện mà tu tập thiền quán á, một cái vị hành giả tu tập đó thì vị ấy biết được cái gì, tức là nếu mà ai niệm có bốn cái phạm trù mà tu tập đó là thân thọ tâm pháp, thì nếu một người mà chọn cho mình một cái đề, cái nền tảng hay là một cái phạm trù để mà ghi nhận được các cái cảm thọ của mình, thì để mà ghi nhận được các cái cảm thọ đó thì đòi hỏi cái người tu thiền đó, vị mà tu tập thiền thiền tứ niệm xứ đó, thì vị đó cần phải có chánh niệm và tỉnh giác mới có thể ghi nhận được, chứ còn không thôi là không ghi nhận. Mà có ghi nhận thì nó đình chỉ được cái nó làm nó đình chỉ, nó không có thể duyên cho ái được. Còn nếu mà không á, thì nó dễ dàng duyên cho ái. Bởi vì trong cái các cái sự tác đạo trong đời sống của mình á, liên quan cái suy nghĩ của mình hoặc là mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta tiếp xúc với các trần cảnh, thì hả mà xúc thì duyên cho thọ, thọ thì dễ dàng duyên cho ái. Nhưng mà cái người tu tập thiền á, là có nghĩa là có chánh niệm và tỉnh giác trong mọi các cái cảm thọ của mình. Cái cảm thọ mình ghi nhận như vậy, thì khi mà mình ghi nhận, thí dụ bây giờ là mình biết được là mình thân mình đang thọ khổ, thì cái thọ này đó là chẳng qua là căn cảnh gặp lại thôi, là xúc là diễn cho thọ. Căn cảnh gặp lại thì do có xúc, căn cảnh gặp lại là xúc, mà xúc thì tạo diễn cho thọ.
Mà cái người tu tập á, thì khi nhìn được là do chánh niệm tỉnh giác, cho nên cái vị hành giả thấy được các cái cảm thọ này nó cũng là giả tạm. Cái cảm thọ này nó vốn là vậy, do căn và cảnh gặp lại, thức sinh khởi thôi, chứ không có cái tôi ở trong đó. Để phá cái ngã chấp, phá cái sự chấp ngã, cái tôi, cái ta ở trong các cái cảm thọ của mình, các cảm thọ của mình. Thì cái việc mà tu tập á, thì ở đây đó, nói tu tập là dựa trên bát chánh đạo, tu tập là dựa trên bát chánh đạo. Thực sự ra thì cái bát chánh đạo liên quan với cái đời sống tu tập của một cái người, một vị hành giả tu tập trong Phật giáo rất là nhiều, rất là lớn. Ở chỗ đó là quý vị thấy rằng là nếu mà mình nói rằng bát chánh đạo ở trên phương diện hiệp thế thì sống tu tập trong giai đoạn tu tập của mình nó phối hợp với những cái tâm đại thiện của mình để mà mình nhận thức được, để mình tu tập đó, thì phải nói rằng là với cái bát chánh đạo thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì những cái điều mà mình thấy ở trong cái chánh kiến mà liên quan đến cái nhìn nhận về về cái thân ngũ uẩn của mình nói chung, để rồi mình nhận thức được đó là với cái thân ngũ uẩn của mình là như vậy, để mà mình thấy rằng là sự kết hợp của sự phối hợp của các cái thành phần quẩn, năm thành phần quẩn trở lại: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Khi mà mình nhìn nhận thấy rõ như vậy đó, thì có thể rằng đó là một trong những cái sự chánh kiến mà mình thấy rằng là cái sự giả hợp. Cái sự giả hợp này là sự giả hợp để tạo nên cái năm quẩn này. Sắc quẩn là chỉ cho cái phần thể chất của chúng ta. Thọ quẩn là sự cảm thọ ở trong cái đời sống của mình, của một người. Tưởng quẩn tức là những cái gì mà chúng ta nghĩ đến nó, nó có thể là kinh nghiệm cảnh ở trong cái đời sống, những cái gì mà chúng ta thấy. Rồi hành quẩn là những cái pháp mà biến đổi, thay đổi, tạo tác thành ở trong cái tâm thức của mình. Rồi thức quẩn tức là những chỉ cho những cái tâm thức của một cái chúng sinh ở trong cái sự hiện hữu ở trong tam giới này. Thì ở đây với một người tu tập đó, thì một người mà có chánh kiến thì thấy rõ được cái gì nó sanh khởi, tức là thấy rõ được các cái sự cảm thọ, mà cảm thọ nó sanh khởi từ đâu, từ là do duyên xúc mà ra, tức là căn cảnh gặp lại. Mà cái người tu á thì làm sao để trực nhận được cái điều đó, mà nhờ cái gì để trực nhận điều đó, thì phải nói là phải quân tu cho cái ghi nhận của mình, hoặc là cái sự biết rõ của mình, tức là chánh niệm và tỉnh giác liên quan đến thân và tâm của mình, thì mình mới có thể rằng một cái vị hành giả mới có thể là xóa bỏ đi hay là giảm bỏ đi những cái sự ngã chấp, cái ngã chấp ở trong lòng của mình, thế rằng mình không có chấp cái tôi, cái ta ở trong cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm hay là thân xúc chạm nữa. Rồi là mình thấy rõ rằng là hả, căn cảnh gặp lại thì tạo là xúc, mà xúc thì duyên cho thọ. Nếu mà một người trực nhận được, tức là mình thấy được cái trực diện được cái sự sanh diệt của thân và tâm của mình như vậy, thì đó là bằng cái chánh niệm và tỉnh giác. Như vậy thì mới có thể làm cho các cái ngã chấp được giảm dần đi, bỏ đi hay gọi là tiêu trừ. Thì cái người mà có chánh kiến hay là chánh tư duy, từ cái việc mà chánh kiến và chánh tư duy nó là mở đầu cho cái sự trực nhận của mình ở trong đời sống. Kế tiếp nữa là mình có chánh niệm, chánh định, và cái sự nỗ lực của mình là sự chánh tinh tấn. Bên cạnh đó thì một cái vị hành giả có một cái sự nỗ lực, đó là ngăn ngừa những cái hành vi xấu từ thân khẩu ý, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì mới có thể là
làm cho cái nội tâm được củng cố, cái nội tâm được có thể là thanh lọc được những cái phiền não, cái ngã chấp, cái tham ái, để rồi vị đó có được cái sự an lạc giải thoát ở trong tương lai. Như vậy thì mình nhìn lại á, phải nói rằng á, là trong các cái cảm thọ nó là một cái đề tài rất là lớn liên quan với cái sự vận hành của tất cả chúng sinh này. Và đối với cái chúng chính các cái cảm thọ này, nó cũng tạo nên sự hiện hữu của chúng sanh, có thể trong khổ cảnh hoặc là trong lạc cảnh. Rồi cũng chính các cái cảm thọ này mà người tu tập trên phương diện thiền quán thì vị đó cũng phải trực nhận để bằng với chánh niệm tỉnh giác để đoạn trừ được cái ngã chấp, xóa bỏ bớt cái tham ái ngã chấp. Như vậy thì cái vị đấy mới có được cái sự an lạc giải thoát ở trong tương lai. Thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái bài học hôm nay. Mặc dù cũng cố gắng nhưng mà cũng không sao để mô tả hết, lục tả hết được những cái ý nghĩa sâu sắc trong cái bài học hôm nay, nói đến ba cái thọ, ba cảm thọ. Sẽ dành thời gian còn lại để chư tăng bàn sâu rộng thêm, để chúng ta có được cái sự lợi ích ở trong cái hội chúng. Bây giờ thì con xin dứt lời ở đây, kính đảnh lễ tạm biệt chư tăng đức. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị. Sa thủ cái kinh thưa tòa pháp tình với bài giảng vừa rồi. Tiếp theo thì xin thỉnh thưa tòa tuệ siêu, không biết thượng tọa tuệ siêu có mặt trước máy không, nếu được. Mà thưa tòa tuệ siêu, thường thường khi người ta nghĩ rằng mình gặp chuyện gì nó vui buồn là một thái độ, nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái cảm thọ và cái thái độ đó, giờ thái độ là cái xử lý cái vui, xử lý buồn, cái cảm thọ và thái độ nó khác nhau như thế nào, và cái vui buồn ở trong hành quẩn thì chúng ta biết là tứ duyên quẩn chắc chắn đi chung với nhau đó, nhưng mà để cái vui buồn của cái gọi là cảm thọ đó nó khác với cái xử lý cảnh như thế nào, kính thỉnh thưa tôi. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Cảm thọ nó là một cái dinh quẩn, trong bốn dinh quẩn mà là tương ưng độc sanh, tương ưng và hậu tương với ba dinh quẩn kia. Nhưng mà cái cảm thọ mà thuộc về thủ quẩn á, với cái thái độ xử lý cảnh nó khác nhau chứ nó không giống. Nếu mà chúng ta nói ba thọ theo Nisakasana, tức là cái bậc kinh cái sàng há, tức là lên tình yếu hiệp. Ví dụ pháp thì chúng ta nói thọ như thế này, là thọ có 63 tâm, một tâm thân thức thì thọ lạc, 62 tâm thọ hỷ,
Còn khổ thọ thì có ba tâm, một tâm thương thức thọ khổ và hai tâm sân thọ ưu. Bất khổ bất lạc thọ, tức là thọ xả của Bekha Webina đó, thì nó có tất cả 55 tâm thọ xả. Nếu mà chúng ta trước biến tri ba cấm thọ theo cách như vậy thì chúng ta không nói đến chi, chỉ có cái là bây giờ chúng ta nói đến cái thái độ xử lý cảnh đó. Thì nó khác với cái cảm thọ vui buồn của tâm. Cảm thọ khổ, thọ lạc, bất khổ, bất thạc, bất lạc. Khi mà cảm thọ, tức là thọ vững mà sanh lên, thì nó đồng với tâm của cô sinh duyên. Tương ưng duyên, hỗ tương duyên cũng có. Cái này chúng ta sửa được. Nhưng mà có cái sự can thiệp của chánh niệm và của trí tuệ thì chúng ta nên biết về cái thái độ xử lý cảnh đó, để chúng ta tu tập. Chúng ta có nhiều cách. Kể từ khi vào cái sắc na tâm nhận thức, có nhãn xúc nhãn thọ, có nhị thức nhị xúc nhị thọ, có tỷ xúc thiệt tỷ thọ, có thiệt xúc thiệt thọ, có thân thức thân thọ, có ý xúc ý thọ. Và cái sắc na đó nó trợ duyên cho cái tâm tiếp thu cách là vô danh duyên, thì cũng là thọ xả thôi. Qua tâm quan sát thì có thọ xả, có thọ hỷ. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, tức là cảm thọ mà nó phát sinh lên do cái thái độ xử lý cảnh bằng cái tâm động lực, thì cái chỗ này là cái chỗ nó quan trọng. Cái cảm thọ của nhận thức, nhĩ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thức duyên xúc, xúc duyên thọ đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ không cần phải tu tập, và tự nó là như vậy. Nhưng mà khi nó trở một cách thường cận ý duyên, thí dụ một người vì muốn ngăn chặn những cái phiền não cho nên khi gặp cái cảnh tốt, có đôi lúc họ phải khởi lên cái tâm thọ ưu, tức là thọ khổ, khổ tâm. Bởi vì trong trường hợp này Đức Phật Ngài cũng có thuyết, Ngài có nói rằng là ưu có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì.
thọ ưu nào làm cho thiện pháp nó tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì y cái thọ ưu đó là năng hành trì. Ví dụ như một vị tu tập mà họ nhìn thấy cái cảnh sắc đẹp, có một nữ nhân ăn mặc đẹp, mái tóc đẹp đi đến, vị tỳ kheo thì vị tỳ kheo nên trước không đáng ghê tởm, vị đó phải tắt ý nhìn cho thấy cái sự ghê tởm. Tất nhiên là ngay trong lúc đó thì phải là cái tâm thọ ưu chán ngán, quán tưởng như thế nào để chán nhìn cái mắt thấy tận ở cái chỗ cái lỗ ghèm nó bày tiếp ra cái chất ghèm, nhìn cái mũ đẹp nhưng mà nhìn xuyên sâu thấu bên trong, thấy nước mũi nó bài tiết ra đó. Sau lần nào chúng tôi lên rung, chúng tôi cũng bị cái tình trạng là bị hết pin, cái máy laptop lạ quá. Thì ở đây thưa quý vị, lúc đó là chúng ta xử lý cảnh, phải để cho cái thọ khổ của thân, khổ tâm đến khởi. Nhưng mà khổ thân thì nó không thuộc động lực, nhưng mà khổ tâm thì thuộc động lực. Khổ tâm nó thuộc thọ ưu. Thọ ưu là nó nằm ở trong ngũ thọ. Còn nếu mà thọ, nếu nói theo tâm thọ thì thọ ưu này nó được liệt vào thọ khổ. Rồi khi mà gặp một người mà mình không có thích, không có quan hỷ, nhưng mà vì để cho nuôi dưỡng cái tâm từ, thì gặp ở trong trường hợp đó là phải, mình phải tác ý như thế nào để cho cái tâm, một là cái tâm vui thọ hỷ, hai là cái tâm phi khổ phi lạc, tức là tâm thọ xả, phải suy xét như thế. Chỗ này được gọi là cái đối tượng đáng ghi tởm thì phải tắt ý để thấy là không ghi tởm, để cho cái tâm sân, cái tâm bực bội nó được có khởi lên. Cái cách tu tập của chúng ta này cũng có những trường hợp khi mà gặp cảnh, dù cảnh tốt hay cảnh xấu, giữ cái tâm bất khổ phi khổ phi lạc, là cái tâm thọ xả, cái tâm bình thản. Cho nên khi mà chúng ta gặp cảnh mà chúng ta xử lý, thì cái thái độ xử lý đó cũng gọi là cảm thọ. Nếu mà chúng ta nói theo thọ, theo bị bài học hôm nay nói theo thọ, nhưng mà thọ ở trong cái trạng thái tâm thiện, một là thọ hỷ hay là thọ xả, có khi là phải thọ ưu. Thì như vậy xả có hai loại, một loại nên hành trì, không nên hành trì. Hỷ có hai loại, loại lên hành trì, loại lên hành trì. Thọ xả có hai loại, loại lên hành trì, loại không lên hành trì. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái chỗ khác nhau là cái trạng thái thọ hỷ và thọ ưu của tâm đó. Thì đó là cái quy luật về tâm,
gọi là chính tác Nidhyana. Nhưng mà khi một người trí có niệm và tuệ can thiệp vào thì cái thái độ xử lý cảnh là mình dùng cảm thọ đó để mà khắc chế được cái tâm phiền não, dùng cảm thọ để khắc chế được tâm phiền não. Như vậy thì cái điểm khác nhau ở chỗ là cảm thọ vui buồn khi có cảnh đến, cảm thọ vui buồn khi có cảnh đến đó. Thì cái trường hợp này nó tự nhiên, còn cái trường hợp mà xử lý cảnh đó, để cho cảm thọ phát sinh đó là do cái sự chủ ý. Nó khác nhau ở chỗ đó, cái sự chủ ý hay cái sự tác ý. Thì ở đây chúng ta phải hiểu như vậy đó, để chúng ta mới có thể tu tập được. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận mệnh thường tòa giáo đảng vừa nêu nó mua thầy nha. Sa thủ cái trường thủ tòa tiểu sư. Bạch thầy tòa tiểu sư, có một số người quan điểm cho chúng ta là ví dụ như là mình thấy nghe người nếm đụng cái tốt cái xấu đó, nó không có thuộc về kiểm soát của mình, nó thuộc về chi phối của quá khứ. Và khi mà cảm thọ nó xảy ra thì mình hoàn toàn ở thế thụ động. Nhưng mà cảm thọ nhất thiết là thụ động hay không, hay là chúng ta có thể lựa chọn được? Thì dựa trên Phật pháp, đặc biệt là Atidam, thì chúng ta có thể lựa chọn cái cảm thọ vui buồn hay không, hay là cái cảm thọ vui buồn, không vui không buồn thì nó là một điều hoàn toàn vượt ngoài khả năng của chúng ta. Và đây là vấn đề cần phân tích đi chi một chút. Xin kính thỉnh thưa tổ hoan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Như khi nãy chúng tôi đã nói, khi mà giải thích cái câu thảo luận số 1 thì chúng tôi có trình bày nó với một phần nào liên quan đến câu thảo luận số 2. Tức là theo Phật pháp là chúng ta vẫn có thể chọn lựa cái cảm thọ, chúng ta chọn lựa nào, chúng ta chọn lựa cái cảm thọ để mà chúng ta khống chế được phiền não đó, thì phải do cái sự can thiệp của niệm sắc ý và tuệ và ba nhà. Khi mà gặp cái đối tượng không đáng nhầm gớm, một cái cảnh đẹp, thì chúng ta có thể lựa chọn cái cảm thọ như cảm thọ ưu. Chúng ta suy xét một cách nào để chúng ta khởi lên cái tâm chán, thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta giải trừ được cái tâm tham đối với cảnh. Còn khi mà chúng ta gặp cái cảnh mà
ngắn nhiều gớm. Nếu mà chúng ta để tự nhiên nó khởi lên một cái trạng thái tâm sân, thì trong trường hợp thọ ưu, để khởi tâm thọ ưu thì cái điều đó nó không tốt. Do đó cho nên chúng ta phải suy xét như thế nào, một để chúng ta khởi lên tâm hỷ, hay là chúng ta khởi lên cái tâm thọ xả. Thì như vậy cái điều mà nói rằng cảm thọ vui buồn là một điều tự nhiên, và cái vấn đề xử lý cảnh và thái độ xử lý cảnh khác nhau như thế nào, thì chính cái thái độ xử lý cảnh đó một phần là chúng ta có quyền lựa. Nếu một người tu tập nó thuần thục và có cái bản lĩnh thì chúng ta có thể chọn lựa, chúng ta có thể chọn lựa cái cả cảm thọ đó. Thực ra trong Phật pháp đó, nói bằng lý thuyết thì không bằng là chúng ta phải trải nghiệm. Chúng ta phải trải nghiệm. Như chúng tôi đã nói khi nãy giờ đầu mà chúng tôi thuyết ở trong lớp Phật pháp, ở trên lớp Pháp Cú Kinh, chúng tôi đã có kể về cái câu chuyện mà ngài Mahakasapa, ngài Địa Cất Thực, một người đạt cúng dường vật thực, và anh ta dùng tay cái ngón tay cùi, dùng cái bàn tay cùi để mà bóc vật thực để vào trong bát này, thì nó rụng hết ngón. Và khi rụng cái ngón tay vào trong đó thì gặp trường hợp này là gặp cái cảnh đáng gớm. Nhưng mà đối với một vị như là tôn giả Mahakasapa thì ngài, bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng ngài là vị A La Hán thì đương nhiên cái tâm của ngài là tâm tốt, nó thọ xả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu trong trường hợp đó, cho cái thí dụ điển hình cho chúng ta thấy rồi, gặp trong trường hợp đó gặp cảnh đáng gớm, nhưng mà vị A La Hán ngài vẫn có thể giữ cái tâm xả được. Thì cái việc tu tập của chúng ta cũng vậy, gặp cái cảnh xấu bất toại nguyện, chúng ta có thể chọn lựa một cái cảnh để chúng ta có sự quan hỷ. Thí dụ như bây giờ đi đến cái khu rừng, một nơi vắng vẻ, là nơi mà phần lớn dân quần chúng họ không ưa thích, buồn nó chán. Nhưng đối với một vị tỳ kheo sống ở rừng, vì đâu phải tác ý về cái khu rừng là nơi lý tưởng để thiền định, không có bị tiếng ồn, không có bị ai quấy rầy, không có những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc chi phối. Vị tỳ kheo suy xét như vậy cho nên cảm thấy hoan hỷ, thỏa thích với khu rừng thanh vắng. Thì trong trường hợp này là do cái sự tác ý bằng chánh niệm và trí tuệ mà vị đó có thể lựa chọn được cái cảm thọ. Không phải lựa chọn để cảm thọ, lựa chọn cảm thọ để tự lừa dối cái tâm của mình. Nhưng mà làm như vậy để vị đó đẩy lùi những cái phiền não và ác pháp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thầy Vĩ Đảnh về Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trừng thì tôi thiếu. Mà thì tôi thiếu đây là câu hỏi cuối cùng trước khi thỉnh thượng tọa sư đi nghỉ đó, và khi thượng tọa đi nghỉ thì thượng tọa hãy trả lời cho cái chắc cái PM có gửi riêng cho thượng tọa trả lời.
Mà thi thoảng tiểu siêu thường thường á, ở trong cuộc sống ai cũng chú trọng đến cảm thọ vui hay cảm thọ buồn hết, nhưng mà người ta xem là cái không vui không buồn là cái không đáng để ý đấy. Nhưng mà thi thoảng thì giải thích là tại trong Phật học á, cái cảm thọ xả hay không vui không buồn á, thì nó lại có một cái vị trí rất là quan trọng, chứ không phải là buồn chán, không phải là tầm thường giống như nhiều người nghĩ. Kính thưa thi thoảng. Nam mô Bụt Thầy chứ. Kính thưa quý vị, thật ra thì khi mà chúng ta nói đến theo Phật pháp là cảm thọ thọ xả rất là quan trọng, thì chúng ta phải nói đến thọ xả của tâm thiền, thọ xả của tâm thiền mới là chừng nào mà đạt được thì thọ xả mới là đạt được cái trình độ cao cấp. Còn nếu mà thiền chứng vẫn còn thọ lạc cộng với hỷ, hoặc là thọ lạc đơn thuần, thọ lạc đơn thuần không có ly hỷ, thì cái thọ lạc đó nó cao cấp hơn, nhưng mà nó cũng chưa bằng thọ xả. Thọ xả đã đạt đến ngũ thiền. Còn đối với cái tâm thiện dục giới của chúng ta đó, thì cái cảm thọ hỷ, cảm thọ xả nó cũng có từ người trí nhà nó sẽ mà chúng ta tâm thiện thọ hỷ hợp trí, tâm thiện thọ xả hợp trí cũng có. Cho nên tùy theo cái thường tận duyên hay cá tánh của người, có tâm hỷ, có tâm quan hỷ, hoặc là cái tâm thọ xả, cái đó nó không có gọi là cao thấp được. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng nên biết là chúng ta gặp một cái hoàn cảnh khen chê vui khổ đặng mất dục, thì khen chê vui khổ đặng mất dục đó với cái người mà giữ cái tâm hành xả, thì thường là họ khởi lên cái tâm thọ xả. Đúng ra thì hành xả gọi là các vị chắc là ta, tức là cái tâm sở tình hữu biến hành, cái tâm sở tình hữu biến hành. Còn cái tâm thiện mà thọ hỷ đó, thì có đôi khi vui lại nó qua cái trạng thái tham thọ hỷ. Cho nên giữ cái tâm thọ xả để hành xả trước cái cảnh đời khen, được khen hay là được quyền chức, được lợi lộc, hay là được an lạc, thì phải hiểu người. Ở đây chúng ta cũng có thể nói là khi một người mà họ gặp cảnh
họ khởi lên cái tâm thọ xả mà có cái sự chủ ý, thì chính cái tâm thọ xả đó nó sẽ giúp cho người này quân bình hơn, quân bình tâm hơn. Mặc dù nói như vậy nhưng mà chúng ta học cái diệu pháp thì chúng ta chớ có nhầm lẫn ở chỗ là thọ xả với hành xả. Nghe thì chúng ta mường tượng hơi giống một lần đó các vị tỳ kheo đi với Đức Phật từ ở Nalanda đi về Wesali, thành Wesali. Trên đường đi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỳ kheo thì có hai thầy trò của một ngoại đạo sư. Ông thầy thì dùng nhiều lời lẽ để chỉ trích Phật Pháp Tăng, chỉ trích Đức Phật và chúng tỳ kheo, chỉ trích luôn cả giáo pháp. Nhưng mà ngược lại người học trò đó thì dùng muôn ngàn lời lẽ để mà tán thán ca ngợi Phật Pháp Tăng. Các vị tỳ kheo đi ở phía sau nghe như vậy cái tâm nó vui buồn lẫn lộn, nó bị sao động. Đến khi về Wesali rồi thì buổi chiều đó ngồi ở trong một cái nhà mát hình tròn nóc nhọn, các vị tỳ kheo mới đem cái chuyện đến mà bàn bạc. Thì Đức Phật ngài đã đi đến, ngài hỏi các ngươi đang bàn cái chuyện gì, thì các vị tỳ kheo mới thuật lại cái chuyện rồi sáng. Đức Phật nói rằng là các ngươi phải giữ cái trạng thái tâm xả mới nhận thức được người ta khen đúng hay khen sai, chỉ đúng hay chỉ sai. Thì ở đây trong trường hợp này đó, trong cái lời khuyên của Đức Phật đó, giữ cái tâm xả đó, thì ở đây nó thuộc về tâm trách mà chất ta là cái tâm hành xả. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là cái thọ xả nữa, bởi vì khi mà được thầy trò, được người học trò và tán thán thì các vị lấy làm vui. Và khi mà người thầy của ngoại đạo, ông thầy ngoại đạo dùng nhiều lời lẽ để chỉ trích, những quở trách không biết là chỉ trích đúng hay sai, nhưng mà tâm các vị theo cảm thấy khó chịu, tức là tâm thọ ưu. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải lượng xét giữa hai cái trường hợp. Một là thọ xả của Vekha Vedana thì chỉ ngay cho cái tâm thiền cao là cái tâm thiền là vô sắc, cái tâm ngũ thiền sắc giới, tâm vô sắc và tâm sư thế vũ thiền, thì cái đó là thiền cao, cao với đại lên thọ xả. Còn khi mà nói đến cái tâm dục giới, thì dục giới thì cảm thọ không vui không buồn, tức là thọ xả, để hiểu rõ xem có người ta chê đúng hay chê sai. Chê đúng hay chê sai thì trong trường hợp đó là hành xả, giữ cái tâm hành xả. Nhưng mà tại vì nó lấn cấn, nó liên hệ đến cái chuyện mà vui buồn, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là cái tâm thọ xả. Ở trong bản kinh thì không có phân biệt rõ, nhưng mà ở trong tạng biện pháp thì phân biệt rất rõ. Trong trường hợp thọ xả là khác, mà cái tâm trung hòa, cái tâm hành xả, tập trắc chatata thì nó là khác nữa. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Đẳng về Nam Mô Thầy.
Xin lỗi quý Phật tử có nghe được. Nếu quý Phật tử nhìn thì Phật xin được hỏi thưa tọa tự quyền, thưa tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu được kính thỉnh thưa tọa tự quyền trả lời cho câu thảo luận số 4. Thưa tọa tự quyền, tại sao trong tâm thiện dục giới khi mình làm phước làm bằng tâm thọ hỷ, có phước là năm thọ xả, nhưng mà sao trong tâm thiền, ở đây chúng ta nói tâm thiền sắc giới chẳng hạn, thì cái tâm thiền thọ xả nó lại cao hơn tâm thiền có thọ hỷ. Ở kính thỉnh thưa tọa tự quyền. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Mai, giá Nam mô Sang Khai, và giờ tôi được chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Chúng con kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Phật Tăng, để Đức Phật tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tôn nữa cùng chư Phật tử. Bây giờ kính mời quý ngài, kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi mà chúng ta có thể nói rằng có một sự khác biệt là tại sao mà trong trong tâm thiền giới đó, thì khi mà tâm thọ hỷ đó, thì nó hơn là cái tâm thọ xả. Đây là đúng như vậy. Khi chúng ta làm về các công đức như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân, thì khi chúng ta thực hiện những cái coi những cái hành động đó mà tâm của chúng ta quan hỷ, tâm của chúng ta có nhiều cái thọ hỷ đó, thì phước báo nó lớn. Còn tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó xả đó, thì cái phước báo nó không bằng. Thì ở đây chúng ta nhớ là ở trong cõi dục, xin xác định là cõi dục, thì chúng ta làm để ước muốn, hay hoặc chúng ta làm để nó sản sinh ra những cái quả báo của sức đẹp tiếng hay của thôn biển xuất lạc của dục giới, hay là những cái phước đó, thì những cái phước đó nó, hay là những cái kết quả đó, cái kết quả của thiện tâm đó, thiện tâm làm cái công đức đó, nó được sản sinh ra do cái, và nó được trả quả đó là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì cái này nó thô. So với trong tâm thiền định mà trong tâm thiền thọ xả nó cao hơn thiền thọ hỷ. Bây giờ ở đây cái giá trị ly dục và cái tâm nó vi tế, bởi vì tâm mà dính mắc ở trong thọ hỷ quá đó, thì sẽ không, chúng ta không có thể tiến tu cao hơn. Tâm chúng ta buông bỏ, chúng ta xả bỏ nó ra, thì thả bỏ cái tâm thọ hỷ đó, để cái tâm giữ cái tâm nó bình thản á, thì đây chính là cái thiền chúng ta nó sẽ tăng cao. Mà ở đây chính là chúng ta nhớ là cái thiền sắc giới, đây là cõi thiền sắc giới, ngay cả thụ hưởng cái phước á, nó cũng vi tế và nó cũng cao cấp hơn. Bây giờ ví dụ như kiếp con người của chúng ta so với chư thiên, người ta hưởng đẹp, sắc đẹp thứ hai mùi thơm biển con súc lại nó cao cấp hơn mình nhiều, mà nó không có những cái bất tịnh, hay là không có những cái trở ngại, hay không có những cái mà nó ở cõi chư thiên nó tốt hơn chúng ta nhiều. Cái sắc của chư thiên cũng đẹp hơn mình, rồi cái sắc thinh khí vị xúc, hoặc là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nói chung là ngũ dục ở ở cõi của chư thiên nó cao hơn là cái cõi người mình. Rồi cũng như là cái cõi người mình đó, cái thức ăn thức uống đó, nó cao hơn là cái loài thú, vân vân. Thì bằng những cái cách đó, thì kính thưa quý vị, dựa trên cái tâm sanh và cái tâm chứng và cái tâm thành tựu và cái tâm khi mà làm các công đức đó, cho nên đó, mà sự thật ra mà nói thì chúng ta cho là dẫu cho kiếp người chúng ta con người có đẹp, có hay, có như thế này thế nọ, nhưng khi mà tứ đại thiên đổ, khi mà cái thể trượt này mà nó xuất hiện đó, thì chư thiên họ sợ cái sự hôi thối, mà chư thiên họ đứng xa họ cũng phát sợ chúng ta nữa. Chúng ta phải nhớ như vậy, chứ đừng có lầm tưởng rằng là mình tu hành như thế này thế nọ, cái có chư thiên tới hộ, chư thiên tính tới này tới kia,
mình tu tập được bao nhiêu. Phải nói rằng cái phước của mình nó phải nhiều hơn họ, nó phải mạnh hơn họ thì họ mới tới. Chứ còn họ đứng xa, họ nhìn phân vân. Thì ở đây chính là vậy, cho nên chúng ta phải nhớ rằng cũng như khi mà trước khi Đức Phật thì viên tịch đó, chư thiên đến để đảnh lễ ngài và để phục dịch cho ngài đó, thì phải nói với các chư thiên, ta biết các ngươi rất là sợ cái vật bất tịnh của kiếp con người, nhưng đều các ngươi cái lòng thành kính Như Lai mà đến đây để tạo cái phước lành. Thì chính Đức Phật ngài cũng khẳng định như vậy. Thì chúng ta biết đối với thân của tự ngài mà ngài còn nói về cho chư thiên, thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này là từng cõi cái sự thụ hưởng của thiền lạc nó cao hơn cõi sơ thiền, nó sẽ không bằng cõi nhị thiền không bằng cõi tam thiền không bằng cõi tứ thiền, vân vân. Thì cái giá trị nó cũng vậy, cũng như là cái tâm thọ hỷ, là cái tâm nó hân hoan, tâm nó vui thích, tâm nó mừng rỡ, nó thô quá, hay là nó làm cản trở cho cái thì chứng đắc các tầng thiền cao hơn. Cho nên vì vậy cái thọ xả đó nó cao hơn cái tâm thiền thọ hỷ ở trong tâm thiền sắc giới. Thì kính bạch thượng tọa, cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trưng thượng tọa tuyệt quyền. Đại đức Pháp Tính, Đại đức Pháp Tính còn ở trước máy không? Nếu Đại đức Pháp Tính có mặt trước máy, xin thỉnh Đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận sinh động. Để thức tính có một số người ở trong chúng ta là có cái vấn đề gọi là mẫn cảm. Mẫn cảm tức là rất là nhạy cảm, dễ vui và cũng dễ buồn. Mà vui cũng quá độ và buồn cũng quá độ. Thì cái trạng thái mà phản ứng vui buồn quá độ đó, nó thật ra nó thuộc về hành quẩn hay là nó thuộc về thọ quẩn. Và để thức tính thì nói thêm là nếu chúng ta sống mà thường hay rất là nhạy cảm như vậy thì chúng ta nên làm gì? Cái định để thức tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, sự mẫn cảm có nghĩa là dễ vui, dễ vui, dễ buồn theo các pháp, theo những cái chuyển biến của sinh hoạt hàng ngày đó, thì nó liên quan đến thọ quẩn hay là hành quẩn. Cái điều này đó thì khi mà chúng ta mới vừa nghe xong thì chúng ta thấy nó rất là dễ phán đoán, nhưng mà chúng ta suy nghĩ kỹ lại, khi mà suy nghĩ kỹ lại đó thì chúng ta mới thấy rằng rất là khó, rất là khó để mà chúng ta đoán được nó thuộc về thọ quẩn hay là hành quẩn. Vậy thì chúng ta phải trở lại, chúng ta phải trở lại đối với thọ là gì, thọ quẩn là gì, hoặc là thọ là gì. Có nghĩa là khi nào chúng ta được vui hay là chúng ta bị khổ là do cái sở hữu thọ nó hứng chịu, nó nhận lãnh, hoặc là nó hứng chịu. Vậy thì đây là thuộc về cái quả rồi, đây là thuộc về cái quả rồi đó. Thành ra bây giờ nếu mà bây giờ tự nhiên chúng ta ở trong một cái thời tiết đó, oi bức, ở xung quanh nó toàn là những cái gì mà nó thuộc về nó đem lại chúng ta cái cảm giác khó chịu thôi. Chúng ta không có thấy cái gì là hạnh phúc mà bằng hồi sáng hết á. Hồi sáng chúng ta thấy bầu trời nó trong xanh,
mọi người ai cũng tung tất vào một cái buổi sáng để chuẩn bị bắt đầu cho một cái ngày mới. Thì hồi sáng thì chúng ta cảm nhận rất là hạnh phúc, còn bây giờ thì chúng ta thấy rằng đêm đến thì nó mệt, rồi mình suy nghĩ nó nhiều công việc vân vân, nói chung là cái nhiều cái gánh nặng nó đè lên ở trong cái cơ thể này đó. Thì trong cái trường hợp này chúng ta phải biết rằng là đây là do thọ quấn, có nghĩa là cái sở hữu thọ đó nó sẽ nhận lãnh cái sự đau khổ hay là cái sự hạnh phúc đó. Rồi bây giờ chúng ta mẫn cảm, chúng ta mẫn cảm, ví dụ như là chúng ta chán quá, cái cuộc đời này chán quá, thì chúng ta có những cái tư tưởng đó, chúng ta có những cái tư tưởng này, là cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ, thì nó do đâu? Do cái sự vận hành của hành quẩn. Thành ra đó, ở trong nói về các cái tâm sở, chúng ta thấy rằng là nếu mà khi mình nói đến những cái tâm sở đó, thì ở trong đó đó có cái gì quý vị, có cái sở chetana, cái sở hữu chetana đó, là thành ra đó là chúng ta thấy rằng cái sở hữu này nó sẽ dẫn đầu, nó sẽ dẫn đầu để mà sanh ở trong một cái tâm nào đó. Đó thành ra đó quý vị thấy rằng là bây giờ chúng ta mẫn cảm có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta, một là chúng ta quá vui, hai là chúng ta buồn quá. Thì trong những cái trạng thái đó, những cái tâm tư suy nghĩ như vậy đó, thì là do cái nhóm hành quẩn này nó dẫn đầu. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong kinh điển có cái lời dạy là khi mà chúng ta mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, vân vân, nếu mà chúng ta khéo tác ý, chúng ta khéo tác ý, thì vậy thì khéo tác ý thì những cái điều này nó cũng nằm ở trong hành quẩn, nó cũng nằm ở trong hành quẩn đó. Thành ra đó chúng ta thấy rằng là cái sự mẫn cảm có nghĩa là chúng ta vừa lòng hay là không vừa lòng, chúng ta buồn hay là chúng ta vui gì đó, vân vân, là nó do cái sự tạo tác của cái hành quẩn này. Còn đối với cái sở hữu thọ đó, thọ quẩn đó, sở hữu thọ này, nó chỉ có là nhận lãnh thôi, nó chỉ có nhận lãnh. Một là nó nhận lãnh lấy cái đau khổ, hay là nó hưởng cái sự hạnh phúc, nó lãnh nạp cái sự hạnh phúc thôi, chứ đó không phải, nó không phải là cái người mà để nói lên cái sự mẫn cảm, nó không phải là cái người mà nói lên cái sự chán, hay là cái sự buồn, hay là một cái sự mà nó không vừa lòng, một cái sự thích thú gì đó, nó không phải là cái người đó. Nó chỉ là biết là giống như là bây giờ chúng ta thấy rằng là giống như cái thọ quẩn này, nó giống như là một cái người mà nhận đơn thôi, cái người nhận đơn rồi đưa qua cái người khác để mà người ta xét duyệt, chứ nó không có quyền gì ở trong cái sự xét duyệt hết đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng nó nhận lấy cái sự hạnh phúc, hoặc là nó lãnh nạp cái sự đau khổ đó thôi, chứ nó không có thể nào mà nó lai chuyển, nó không có nào mà nó khéo tác ý, như lý tác ý gì hết, nó không có đủ được cái khả năng đó. Thành ra lúc đầu chúng tôi mới nói rằng là khi mà mình nghe cái câu hỏi này mình thấy rằng là nó giống như là nó dễ dễ, nhưng mà khi mà chúng ta phân tích kỹ ra đó thì chúng ta thấy rằng là nó rất là khó, nó một ly một tí như vậy, nếu mà không khéo thì chúng ta sẽ bị lẫn lộn với các pháp, có nghĩa là chúng ta không phân biệt được những cái pháp nào mà nó nhận lãnh, những cái pháp nào mà nó khéo tác ý, hoặc là không có khéo tác ý. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, thì theo ý của chúng con đó, thì con nghĩ rằng là cái mà nhận lãnh đau khổ buồn vui đó, cái sự nhận được hạnh phúc hay là khó chịu hay là đau khổ gì đó, thì đó là do cái thọ quẩn này, cũng như là thọ khổ, thọ lạc, phi khổ phi lạc đó,
thì là do cái sở hữu, do cái thọ quấn. Còn khi mà chúng ta có cái sự mà phản ứng đúng hoặc là phản ứng sai, hoặc là sự mẫn cảm gì đó vân vân, thì là nó thuộc về hành quẩn, nó dẫn động. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 5. Bây giờ con xin thỉnh thường tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Nhà. Sa thú cái trình để Phật tử. Thưa quý Phật tử, có lẽ là một lý do chúng ta thường xem nhẹ đề tài về cảm thọ đó, đó là bởi vì nó dễ hiểu. Chúng ta nghĩ dễ hiểu, nó khổ, thọ lạc, không khổ, không lạc, thì nó vui buồn, và cái không vui không buồn thì dễ hiểu quá. Nhưng mà kỳ thực thì đây là một đề tài rất là tế nhị trong Phật Pháp. Và chẳng những thứ gì trong Phật Pháp mà riêng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì theo lời Ngài Xá Lợi Phất thì đây là một pháp cần được biến tri. Chỉ biến tri ở đây tức là mình cần phải hiểu tương tự, hiểu một cách tinh tế, hiểu một cách rộng rãi. Chúng tôi nhớ rằng có lần ngồi nói chuyện với Ngài Bà Dũ Tô, thì thưa quý vị, Ngài có kể một câu chuyện là hồi Ngài mới vào trong chùa, có một vị sư học rất là giỏi. Tức là trước khi mà trước khi đủ 20 tuổi thọ tỳ kheo thì đã ra trường và giáo cáo rồi. Tức là một cái chương trình cao của một cái khóa cao nhất của về thẳng ngữ đó. Nhưng mà khi mà vị này tới năm 24 tuổi đó, thì một phần là do những cái thất bại ở trong sự học hành làm việc của mình sau đó, phần nữa là cũng đem lòng yêu thương một cô Phật tử. Và vị này ở trong lúc mà đời sống tinh thần xáo trộn như vậy, thì vị này mới quyết định là sẽ hoàn tục sau mùa an cư kiết hạ. Và điều này đem lên trình lên cho vị sư cả trong chùa. Mà vị sư cả đó cũng là thầy của Ngài Bà Dũ Tô. Thì Ngài Bà Dũ Tô Ngài kể câu chuyện đó. Ngài nói rằng khi mà vị sư cả đó nghe vị sư trẻ mà nói đến những cái khó khăn trong đời sống đó, thì vị sư trẻ đó có trình bày rằng con đã học rất nhiều Phật Pháp, nhưng mà con thú nhận rằng ở trong giờ phút này con không có đủ cái khả năng để tu tập tiếp tục nữa. Thì Ngài cả Ngài cũng không nói rằng ồ sư nên hoàn tục hay là sư nên tiếp tục tu, mà Ngài chỉ nói rằng đúng là sư học rất giỏi và học rất nhiều, nhưng mà nên dành ít thời giờ học về cái cảm thọ của mình. Và vị sư cả đó đã thuyết phục vị sư này nhìn vào cái vui và cái buồn của mình, và cố gắng đừng có quá tin vào cái vui cái buồn. Và chỉ trong vòng có 2 tuần lễ thì cái vị sư này đã ổn định lại được đời sống tinh thần, và về sau này trở thành một bậc danh tăng rất là nổi tiếng ở tại vùng đông bắc của Thái Lan. Thưa quý vị, khi mà Ngài Bính Chú Tô kể câu chuyện này, Ngài có cái ý nói rằng thông thường thì chúng ta hiểu về thiên kinh vạn điển, chúng ta hiểu về cuộc sống trăm muôn ngàn thứ, nhưng mà chúng ta rất là hời hợt, rất ít khi mà chúng ta biết đến cái cảm thọ vui buồn của mình. Và khi một người tử mà thức, thì vị này sẽ đặt lại vấn đề hoàn toàn là cảm thọ là một đề tài lớn. Cái cảm thọ vui buồn, không vui không buồn trong lòng mình cần được ghi nhận với chánh niệm, cần được hiểu biết với trí tuệ, và cần có được một cái thái độ rất là chừng mực phải chăng. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta hay đặt vấn đề vui buồn với những cái thành bại ở ngoài cuộc đời. Nhưng mà càng tu tập, càng trải qua đó,
thì chúng ta mới thấy rằng cái vấn đề bên ngoài nó không lớn bằng cái vui buồn ở trong lòng mình. Cũng cái chuyện đó mà trong lòng mình vui thì mình xí xóa bỏ qua tất cả, mà trong lòng mình đang buồn, đang bực bội chuyện khác thì cái chuyện này, chuyện bé nó cũng xé ra to được. Cái cảm thọ chúng ta nó khiến cho cái thái độ của chúng ta nó không có nhất quán, nó không có ổn định, nó không có lý tính, mà đa phần nó là một cái gì chúng ta gọi là cảm tính, tức là mình sống theo cái vui buồn thì mình nhiều hơn. Nên một cái bài học mà rất là đẹp ở trong đời sống chánh niệm đó là một người đã tu tập chánh niệm rồi thì vui, mình biết là mình vui, mình buồn biết mình có buồn, và cái vui cái buồn á nó có nhân sanh thì nó cũng có nhân diệt, và không có cái vui buồn nào nên xem là vĩnh viễn, không có vui buồn nào nên xem là tuyệt đối, không nên có cái vui buồn nào xem là điều mà nó ảnh hưởng chúng ta toàn diện. Mà vui buồn tất cả chỉ là đối tượng của chánh niệm. Vui cũng biết là vui, buồn biết là buồn, không vui không buồn biết là không vui không buồn. Và khi nào đời sống của chúng ta mà tương đối điềm đạm hơn một chút về thái độ vui buồn thì thưa quý vị, chúng ta sẽ an lạc hơn. Thật ra thì ai cũng nghĩ rằng mình sống với nhiều niềm vui mình sẽ vui, nhưng mà thật sự một người mà sống mà nhiều niềm vui quá thì người đó sẽ khổ nhiều. Mà cái người hiểu rõ cái niềm vui, nỗi khổ, hiểu rõ cảm thọ đó, thì người đó mới thực sự là an lạc, người đó thực sự bình tâm. Chúng ta hãy đọc những câu kinh rất là đẹp ở trong kinh Phật. Ví dụ như là cái cột trụ được đóng sâu xuống đất, dù bốn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Không thể lay động. Hay là ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai. Tiếng đời khen dễ, chê dở khen hay, không làm cho động đôi mày trí nhân. Thì với cái tâm mà vững chãi đó, cái sự vững chãi đó, nó sự vững chãi ổn định đó, nó cho chúng ta hạnh phúc nhiều hơn là những cái quá vui quá buồn. Chúng ta sống mà chúng ta đặt nặng với điều quá vui quá buồn, mình nghĩ rằng nó hay đó, nhưng thật sự nó không hay như chúng ta nghĩ. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của Room Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Kính trương chi vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thủ lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư tướng ngôn viên đã trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên trọn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường.